Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng nghị định của Chính phủ, quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ trì soạn thảo nghị định của Chính phủ để quy định và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. Đây là bước cụ thể hóa để triển khai nghị quyết 119 của Quốc hội. Để nghị quyết này đi vào cuộc sống và nó có ý nghĩa thiết thực đối với thành phố, thì rất mong Bộ Nội vụ, các bộ ngành trung ương quan tâm và xác định quan điểm là chúng ta xây dựng nghị định để thực hiện nghị quyết trên cái cơ sở là tạo các điều kiện thuận lợi nhất để cho thành phố xây dựng hệ thống chính quyền hiệu lực, hiệu quả, để làm sao mà chúng ta phát triển thành phố Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng chủ động hơn trong cái việc triển khai các cái chủ trương này. Theo dự thảo nghị định của Chính phủ, quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng, thì dự thảo nghị định gồm 8 chương 39 điều. Trong đó quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân quận, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại Ủy ban Nhân dân quận, huyện đảo và Ủy ban Nhân dân phường. Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trên cơ sở dự thảo nghị định thì các đơn vị địa phương của Đà Nẵng đã tham gia 113 ý kiến, tập trung nêu bất cập về quy định cán bộ công chức làm việc tại các tổ chức chính trị xã hội. Về cơ cấu tổ chức Ủy ban Nhân dân quận như quy định trong dự thảo thì các địa phương cho rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tổng số cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận cũng cần điều chỉnh cho phù hợp. Đối với quan điểm mà sáp nhập các phòng lại thì quan điểm của quận Hải Châu chúng tôi là nên giữ nguyên để đảm bảo được cái tính liên tục, và thứ hai là phù hợp với nghị định 108/2020 vừa mới ban hành. Báo cáo với lại cái việc mà góp 3 phòng giáo dục đào tạo, văn hóa thông tin rồi y tế, có là các phòng ban cũng như các đơn vị quận cũng có ý kiến rất nhiều việc này. Có là chức năng của 3 cái phòng này có rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo dự thảo thì về số lượng công chức cấp phường không quá 12 người, các địa phương cho rằng như vậy không phù hợp khi triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nên cho phép phường là số lượng công chức là phải là phường là 1 là phải 15. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời cũng giải đáp một số vấn đề các địa phương còn băn khoăn, nhất là cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân quận. Số lượng các phòng chuyên môn giúp việc cho Ủy ban Nhân dân quận thì chúng ta sẽ nghiên cứu, ít nhất là mình phải giảm được 1-2 phòng. Số lượng cấp phó phải phù hợp trong cái điều kiện mà chúng ta thực hiện này, mà nếu mà cái số lượng cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ủy ban dân quận mà chúng ta sắp xếp mà giảm được so với cái 108 của Chính phủ mới ban hành, thì chấp nhận là số lượng cấp phó ban đầu là vẫn là như hiện tại. Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã chia sẻ vấn đề về số lượng công chức các phường mà nhiều địa phương đề cập. Chúng ta không đi theo cái phân loại phường loại 1, loại 2, loại 3 thì nó thành các 3 mức khác nhau, mà bây giờ tính chung. Thế và cái việc đó là sẽ cụ thể ở từng phường là có thể nhiều hơn, có thể ít hơn cái mức quy định, thì nó do Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ tịch người ta quyết định. Nhiều ý kiến khác của các đại biểu cũng đã được Bộ Nội vụ tiếp thu để hoàn thiện dự thảo nghị định sớm trình Chính phủ.